MacBook Air mà muốn có một màn hình kích thước lớn hả? Trước đây có muốn cũng không được, còn bây giờ thì hoàn toàn khả thi nha. Và Apple đã cho ra mắt chiếc MacBook Air M2 15 inch. Đây là dòng MacBook dành cho những anh em nào yêu thích cái sự mỏng nhẹ nhưng mà vẫn muốn có một cái màn hình lớn. Vậy thì chi tiết em này như thế nào, hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Xin mời. Cái mà mọi người cần quan tâm nhất đó chính là Apple họ nâng cấp lên màn hình 15 inch để làm gì? Nó dư thừa hay thật sự hữu dụng? Hãy cùng tìm hiểu nha. Theo Lucy thì việc mang đến một cái không gian rộng rãi, thoải mái hơn sẽ cho anh em cái việc học tập hay là hiệu suất công việc nó cao hơn ha. Vì sao mà mình lại nói như vậy? Ai mà làm sáng tạo nội dung thì sẽ rõ cái việc mà bật 3-4 cái màn hình ứng dụng làm việc trên cùng một lúc là một cái việc làm hàng ngày và rất là cần thiết. Thì cái không gian hiển thị lớn hơn nó sẽ đáp ứng điều này nha. Bên cạnh đó, người dùng còn có cái phần trackpad lớn hơn nè, và cũng như là cái phần bàn phím thì sẽ sử dụng thoải mái hơn, nên mang lại cái sự hiệu quả làm việc cao hơn. Thứ hai, lớn thì lớn nhưng mà mình vẫn cần cái sự mỏng nhẹ vốn có trên em MacBook Air, thì em này hoàn toàn đáp ứng được điều đó, bởi vì em chỉ có 1,5kg mà thôi. Nó vẫn đảm bảo cái sự thuận tiện khi các anh em muốn mang chiếc MacBook này đi bất cứ đâu hoặc là trên tay làm việc luôn nha. Còn về hiệu năng của chiếc MacBook này như thế nào? Tất nhiên M2 vẫn là một con chip mới nhất và mạnh nhất của những Apple tính đến thời hiện tại ha, có thể cân tốt các tác vụ từ các bạn trở lên luôn. Mà sẵn nói đến đây thì mình cũng muốn liên kết đến giá bán một chút, vì mọi người muốn có hiệu năng này cũng như là cái phần màn hình kích thước lớn hơn thì chúng ta phải bỏ đâu đó tầm chục củ để mà nâng cấp lên chiếc MacBook Pro 14 inch ha. Nhưng bây giờ MacBook Air M2 15 inch thì vừa tầm với những nhu cầu sử dụng học tập làm việc của các bạn học sinh sinh viên, nhất là những cái công việc như là làm đồ họa sáng tạo cơ bản. Và thật sự là khi mà trải nghiệm thì các bạn sẽ nhìn thấy là có sự nâng cấp và cái sự hiệu quả làm việc cao hơn so với lại em MacBook 13 inch ha. Còn một cái điểm nữa mà các anh em công nghệ thường khen trên em này khá là nhiều đó chính là về phần loa. Nhìn chung thì em này sẽ có một cái sự khác biệt, mang đến một chất âm hay hơn. Do chúng ta có một cái phần tách bạch âm thanh làm khá là tốt. Âm bass của em này có phần mạnh hơn nhưng mà mình thấy thì vẫn chưa đã lắm. Nói chung mà để xem phim nghe nhạc thì nó ok. Còn những cái điểm linh tinh khác thì em này vẫn làm rất là tốt. Và cái mà mình thật sự rất là cần trên một em MacBook đó chính là cái sự thuận tiện về đồng bộ hóa dữ liệu thì em này vẫn khá là ok nha. Ví dụ như khi mà mình quay hay là mình chụp hình xong mình cần update lên liền thì chỉ trong vòng một nốt nhạc là tất cả những cái thông tin của mình đã được sao chép lên trên cái MacBook rồi. Còn với những cái điểm khác như là màn hình đẹp, có độ sáng tốt cho việc sử dụng ngoài trời ha, thiết kế thì chanh xả mỏng nhẹ nè, làm việc rất là mượt mà, pin thì sử dụng trâu, hỗ trợ thời gian sử dụng lâu và ổn định ít nhất là trên 4-5 năm nữa nha. Nếu mọi người hỏi em MacBook Air M2 15 inch này có điểm gì bất tiện hay không thì chắc hẳn là nó vẫn có nha. Ví dụ như hồi nãy mình đã có nói là em này có thể làm việc trên tay, nhưng mà kích thước lớn như thế này thì nó cũng sẽ hơi cồng kềnh đó. Còn để mà xăm soi về thiết kế thì chắc là Apple vẫn chưa khắc phục được cái nhược điểm bám dấu vân tay trên các màu sắc mới. Tay mình thì không có đổ mồ hôi nhiều nhưng mà vẫn thấy là nó hơi bám dính rồi đó. Còn lại thì hiệu năng của em này cũng giống như cái em 13 inch thì nó vẫn có giới hạn về mặt hiệu năng ha. Nếu như các bạn muốn dựng đồ họa chuyên sâu hơn thì chắc chắn là phải nâng cấp lên dòng Pro rồi. Và thêm một cái điểm bất tiện nữa dành cho những anh em nào mà cần nhiều cổng sạc hơn thì em MacBook Air M2 15 inch này rất là ít cổng ha. Chúng ta chỉ có 2 cổng Type-C và 1 cổng MagSafe mà thôi. Và vì chiếc MacBook Air này thì không có quạt tản nhiệt cho nên là hiệu quả tản nhiệt trên em này chưa thật sự là tốt. Đối với các tác vụ cơ bản thì không sao, chứ các tác vụ nặng hay là thời gian sử dụng lâu dài tầm 1-2 tiếng trở lên là mọi người sẽ cảm nhận ngay được cái sự hơi ấm ấm lên của em liền à. Ok, và đó là toàn bộ những cái trải nghiệm của mình về chiếc MacBook Air M2 15 inch này. Giá tốt nhất thị trường thì có tại Minh Tú Mobile, mọi người có thể ghé tham khảo ở link ở phía bên dưới ha. Và tại đây thì cũng có rất là nhiều chương trình khuyến mãi, mình sẽ để ở dưới phần mô tả luôn. Vậy thì các anh em nghĩ sao về chiếc MacBook Air M2 15 inch này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho mình biết nha. Và đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho Minh Tú Mobile ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.